áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đến với khóa học chữ câu hỏi trong sách Lịch sử và Địa lý lớp 7, bộ sách mang tên Cánh diều. Chúng mình sẽ đến với bài số 21, đặc điểm dân cư, xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Australia. Vậy thì video này sẽ cho các em những câu hỏi có trong bài hôm nay nhé. Chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu nào. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi mở đầu trang 146 bài 147 Địa lý lớp 7. Australia là quốc gia đa dân tộc, đa văn hóa và có nền kinh tế phát triển. Australia có đặc điểm dân cư, lịch sử và văn hóa nổi bật gì? Cư dân Australia khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên như thế nào? Vậy, Australia có đặc điểm dân cư, lịch sử và văn hóa nổi bật gì? Chúng ta biết rằng Australia có đặc điểm dân cư, đó là dân số không đông, tỷ lệ gia tăng và mật độ dân số thấp, có lịch sử phát triển từ lâu, khá phức tạp và nền văn hóa độc đáo. Việc khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên dựa trên những tài nguyên sẵn có, phong phú như là khoáng sản, đất, nước và áp dụng những tiến bộ vào sản xuất. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trang 147 Địa lý lớp 7. Đọc thông tin và quan sát hình 21.1, hãy trình bày đặc điểm dân cư Australia. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát hình 21.1, bản đồ phân bố dân cư và một số đô thị ở Australia năm 2019. Từ hình 21.1, chúng mình sẽ cùng nhau đi trình bày đặc điểm dân cư Australia nhé. Dân cư thì bao gồm có người bản địa thì chiếm 3% dân số năm 2019, người nhập cư là châu Âu và châu Á, dân số khoảng 25 triệu người, tỷ lệ gia tăng dân số là 0,9%, mật độ dân số có 3 người trên 1 km vuông năm 2019. Về phân bố thì chủ yếu ở giải ven biển phía Đông, Đông Nam và Tây Nam, mức độ đô thị hóa cao, tỷ lệ dân số đô thị là 86%. Đó là về đặc điểm dân cư Australia. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trang 147 Địa lý lớp 7. Đọc thông tin, hãy trình bày một số vấn đề về lịch sử của Australia. Chúng mình biết rằng Australia được người Hà Lan phát hiện năm 1606. Năm 1770, thuyền trưởng James Cook đến Australia. Năm 1788, Anh thiết lập chế độ thuộc địa tại Australia. Năm 1901, Australia giành được độc lập, nhưng đến năm 1967, người bản địa mới được công nhận là công dân. Đó là về một số vấn đề lịch sử của Australia. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trang 147 Địa lý lớp 7. Đọc thông tin, hãy trình bày đặc điểm văn hóa độc đáo của Australia. Chúng biết rằng đặc điểm đó là có di sản văn hóa độc đáo của người bản địa, kết hợp với dòng nhập cư từ châu Âu và châu Á mang lại. Sự chung sống hòa huyết giữa người bản địa và người nhập cư đã tạo nên nền văn hóa đa dạng. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trang 148 Địa lý lớp 7. Đọc thông tin và quan sát hình 21.2. Hãy phân tích phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở Australia. Chúng mình sẽ cùng nhau quan sát hình 21.2, bản đồ kinh tế Australia. Từ hình 21.2, chúng mình sẽ cùng nhau đi phân tích phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở Australia nhé. Australia phát triển mạnh ngành chăn nuôi gia súc, đó là bò, cừu. Trên đồng cỏ tự nhiên thì vùng đất bán khô hạn, vùng duyên hải phía Bắc và phía Đông phát triển rừng tự nhiên và rừng trồng. Một phần nhỏ diện tích thì có điều kiện thuận lợi để trồng cây lương thực như là lúa mì, cây công nghiệp như là mía và cây ăn quả là cam và nho. Australia áp dụng biện pháp khắc phục hiện tượng hoang mạc hóa do chăn thả gia súc quá mức, cháy rừng, hạn hán do biến đổi khí hậu. Đó là về phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên ở Australia. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trang 149 Địa lý lớp 7. Đọc thông tin, hãy phân tích phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước ở Australia. Chúng mình biết rằng khai thác tài nguyên nước chủ yếu từ nguồn nước mặt, nước ngầm để sử dụng cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt. Để gia tăng nguồn cung cấp nước, Australia đã xây dựng đập và hồ trữ nước mưa. Các nhà máy xử lý nước đã qua sử dụng và khử muối từ nước biển. Đó là về phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước ở Australia. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trang 149 Địa lý lớp 7. Đọc thông tin và quan sát hình 21.2, hình 21.3. Hãy phân tích phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở Australia.
Chúng mình sẽ cùng nhau quan sát hình 21.2, bản đồ kinh tế ở Australia, và hình 21.3, khu vực mỏ quặng sắt ở Tây Australia. Từ hai hình ảnh này, chúng mình sẽ cùng nhau đi phân tích phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở Australia nhé. Australia phát triển mạnh công nghiệp khai thác dựa trên nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú như là than, dầu mỏ, khí đốt và sắt. Australia đã giảm tốc độ khai thác khoáng sản trong những năm gần đây. Đó là về phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở Australia. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi phần luyện tập 1 trang 149 địa lý lớp 7. Vì sao Australia là quốc gia có nền văn hóa độc đáo và đa dạng? Chúng ta biết rằng đây là một nơi có nền di sản văn hóa độc đáo của người bản địa, kết hợp với dòng nhập cư từ châu Âu và châu Á mang lại. Sự chung sống hòa huyết giữa người bản địa và người nhập cư đã tạo nên nền văn hóa đa dạng. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi phần vận dụng 2 trang 149 địa lý lớp 7. Hãy thu thập thông tin về phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước hoặc đất ở Việt Nam. Chúng mình biết rằng về khai thác sử dụng đất thì trong 5,35 triệu hecta đất chưa sử dụng thì ở đồng bằng có khoảng 350.000 hecta, còn lại là 5 triệu hecta là đất đồi núi bị thoái hóa nặng năm 2005. Diện tích đất địa đai bị thoái hóa vẫn còn rất lớn, hiện nay khoảng 9,3 triệu hecta đất bị đe dọa thoái hóa, chiếm 28% diện tích đất đai. Các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất, đầu tiên đối với rừng vùng đồi núi, đó là áp dụng tổng thể các biện pháp thủy lợi, canh tác như là làm ruộng bậc thang, đào hố vẩy cá này, trồng cây thao băng, cải tạo đất hoang, đồi trọc bằng các biện pháp nông lâm kết hợp, bảo vệ rừng và đất rừng, tổ chức định canh và định cư. Đối với vùng đồng bằng thì cần có biện pháp quản lý chặt chẽ và có kế hoạch mở rộng diện tích đất nông nghiệp, thâm canh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cần canh tác hợp lý, chống bạc màu, gây nhiễm mặn, nhiễm phèn, bón phân cải tạo đất thích hợp, chống ô nhiễm đất do chất độc hóa học, thuốc trừ sâu, nước thải công nghiệp chứa chất độc hại, chất chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh hại cây trồng. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong các câu hỏi của trong bài. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài tiếp theo nhé. Khóa học viện rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viện rách.